Ôi anh ơi, anh có làm sao không vậy? Đi đứng nhiều thì đâm gãy chân người ta ra rồi này. Gãy đâu mà gãy, em thấy anh vẫn còn đủ hai chân mà. Nhưng mà đau, có kéo chấn thương sọ não không ạ? Đâu, em thấy đầu anh đâu có vết thương nào đâu anh, bình thường mà. Tụi ông xem xét cái gì, ông đưa 1 triệu tôi còn đi viện. 1 triệu hả? Anh nghĩ sao vậy? Giết người hả ông? Ông đâm tôi mạnh như thế bay cả dép ra kia kìa. Làm nhặt đi, đền tôi 1 triệu, không đền được trách ấy. Ai quên. Anh ơi, anh làm sao đấy? Em xin lỗi anh ơi. Em sao anh ơi? Sao chân cái gì? Làm gãy chân ta nè. Em vẫn thấy anh còn hai chân đấy. Nhưng mà đau. Chấn thương sọ não à. Đếm kiểm tra lần đầu anh xong ạ. Không cần kiểm tra mày. Trả 1.2 triệu đi bệnh viện đi. 1.2 triệu á? Em sinh viên làm gì có tiền đấy. Mày đừng có xạo mày. Bận đồ bệnh tổn gì em kêu không có tiền là trời. Ông lo tôi 1 triệu tôi còn đi bệnh viện không mày? Ê, lo 1.2 triệu tao đi bệnh viện mày ơi. Em còn đúng 320.000 trong ví á. Còn 320.000 được không? Đúng 1 triệu mày. Đúng 1.2 triệu mày. Anh giảm giá cho em với. Thôi rồi ơi, thấy mày sinh viên tội nghiệp, tao giảm cho mày 200.000 á. Còn 1 triệu trả thẳng cho ổng. Hai người tự làm việc với nhau. Tao đi công việc của tao. Ai, không đi được đâu. Ông đi tôi báo công an đấy. Không đi được đâu. Mày đi tao báo công an á. Sáng giờ ngồi đau lưng quá mà cái chân thì nó cũng đỡ đỡ rồi. Tụi em xin phép em giản hòa với hai thằng đó cho bọn em về cho sớm chợ. Dạ đúng á cán bộ. Em thấy vậy á, em cảm giác như là chân em nó cũng đỡ đau, não em nó cũng bất chấn thương à. Mà thằng em này nó sinh viên nghèo, bắt đền nó làm gì. Thôi anh em thống nhất giải hòa ha. Ok giải hòa. Rồi cảm ơn hai vui anh. Vẻ cả làng, không hận thù gì nha. Một nơi giữa phố đông làm tôi thích thú trong lòng. Đẹp như cuốn hút tôi vì không gian nó vintage. Tôi thích, anh thích, ba là nhà. Mong ai đó bước vào để doanh thu sẽ tăng cao. Mọi người hãy đến đây cùng tôi khám phá nơi này. Rất nhiều sắc màu. Mình cùng chia sẻ bao nhiêu vui buồn. Và rồi như thế khi ta gặp nhau, chỉ cần bước tới và nói tôi sẽ ở đây. Còn bao nhiêu